kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2019, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu của bản tin hôm nay xin được gửi đến quý vị một số nội dung sau đây. Công ty cổ phần bệnh viện đồng hồ kết hợp với hệ thống đồng hồ chính hãng Topwatch vừa khai trương chi nhánh thứ Năm tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển vượt bậc với hệ thống 5 cơ sở bệnh viện đồng hồ đầu tiên tại Việt Nam. Mà đến thời điểm này là trong lĩnh vực kỹ thuật đồng hồ là không có một cái trung tâm nào đào tạo theo một cách chính chuyên trên lãnh thổ Việt Nam. Và ở đây cũng mong muốn có thể là cơ hội nghề nghiệp cho rất nhiều bạn trẻ. Và quan trọng nhất là chúng tôi mong muốn mang đến một cái dịch vụ chuyên nghiệp hoàn toàn khác biệt so với những cái gì mà khách hàng nghĩ từ trước đến nay. Thì chúng tôi thiết lập ra cái hệ thống bệnh viện này theo một cái tiêu chuẩn mà tôi được đào tạo và học tập bên Thụy Sĩ. Bệnh viện đồng hồ cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay pin, thay mặt kính đồng hồ chính hãng, đào tạo nghề đồng hồ, được trang bị máy móc nhập khẩu nguyên chiếc và được vận hành theo những quy trình sửa chữa, quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ.